Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến của phần 28 series Những câu chuyện kỳ bí của người lính kể lại à, Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện Rất mong quý vị khán giả đừng quên bấm nút đăng ký kênh Nghệ Chuyện à, Cho Đình Duy cho tác giả một like Đặc biệt là chúng ta chia sẻ cho bạn bè người thân được nghe những câu chuyện rất hay và chân thật Của tác giả bút danh người kể chuyện này cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây, chúng ta đến với phần 28, chương 88. Mến điện trong miền ký ức xa lắc của tôi. Tôi qua nơi đó đã lâu lắm rồi. 30 năm có lẽ. Ngày đó mọi thứ khác xa so với bây giờ và những chuyến đi của tôi cũng là công việc cơ máu chứ nào có được du lịch hay chơi bời thăm thú gì đâu. Chẳng được ghé những chốn phố xá phồn hoa mà chỉ mon men biên hải, rừng rú, gió bụi. Thời gian ở đó cũng không nhiều, nên cũng chỉ biết gọi là tí chút sơ sơ về nơi đó thôi. Nay ngồi xe suốt cả ngày trời qua rừng núi, ký ức lại chợt hiện về những ngày lang thang ở nơi đó. Ngày đó thì tôi không được vào tới thủ đô Yangon, nơi nghe đồn có những ngôi chùa với những tháp nhọn bằng vàng ròng. Tôi chỉ được loanh quanh Mon Men Kentung, Tachilek, xa hơn chút xíu là Inlelek, tiai những nơi giáp biên thái và lào thôi nơi đó cũng na ná giống với đất campuchia nhiều nơi đất đỏ khô cằn, rừng thưa và ấn tượng là tre gai nhiều kinh khủng tre gai và táo dại cùng lác gai loại cây gai dại mà tôi không biết tên địa phương của nó gọi là gì táo thì quả dài thuẫn bé như đầu ngón tay ăn vừa chát cứng cần cổ vừa nhất nhèo với cái hột to quá khổ Tôi không được đến những thành phố lớn của đất nước đó, nhưng may mắn được lang thang ở những nơi mà nổi tiếng của đất nước này, đó là vùng tam giác vàng huyền thoại, nơi tiếp giáp với biên giới hai nước Lào và Thái, nơi dòng mây công hùng vĩ chảy qua, nơi sản sinh ra cái chết trắng cho loài người ở nhiều nước, đó là Ba Tuy. Đất nước này có tới hơn 90% dân số theo Phật giáo, Tôi không rành về lĩnh vực này Nên cũng không hiểu là họ theo nam phái Hay bắc phái Tiểu thừa hay đại thừa gì đó Vân vân Tôi chỉ thấy họ mặc áo thụng vàng đỏ hay nâu Có người mặc áo xanh da trời nhạt Và cạo đầu, chọc, đi chân trần Ôm mình bát khất thực Hay ngồi dưới bóng cây Nhắm mắt khoanh chân Đọc kinh lầm nhầm Tay lần lần chuỗi hạt bằng gỗ camoria Chùa triền và người tu hành Hiện diện gần như khắp mọi nơi kể cả gần khu vực tam giác vàng khi đó đang súng nổ đi đùng với những đoàn người trang bị vũ khí và những xe cơ giới quân sự chờ cây thuốc viện chạy tung bụi đỏ mịt mù những sườn núi hoang vắng rực một màu hoa tím bầm và mùi hương chết chóc của anh túc thực cây ma quỷ ở đó khi đó tộc trọng nam khinh nữ rất nặng đàn ông là đại diện và trụ cột cho mọi thứ còn đàn bà chỉ như những công cụ lao động sinh đẻ trông nom con cái gần như họ không được tham dự vào bất cứ vấn đề gì của xã hội trường học cũng ít trẻ em gái trẻ em con trai thì được đi học nhiều hơn còn lũ trẻ gái thì phải đi làm lụng ở đồng ruộng hay nương rẫy chăn trâu bò dê từ khi còn rất bé ở những vùng núi cao lạnh lẽo có khi tới vài tháng thì người ta mới tắm cho chúng một lần mặt đứa nào cũng đỏ như quả táo chín và lấm lem Nơi tôi ở trước thì giáp với biên giới Thái, người dân chủ yếu là người Kayan, họ như người đồng bào miền núi hay Tây Nguyên của ta, cũng ăn mặc sặc sỡ màu sắc của thổ cẩm, dệt bằng tay, từ sợi đay và một thứ cây gì đó nữa mà tôi không biết tên. Nhưng có một điều tôi ấn tượng nhất khi tới đây là được nhìn thấy những người đàn bà cổ đeo những cái vòng, vòng cứ xếp chồng lên nhau từng lớp, nhìn như ngọn tháp ở những ngôi chùa của họ Trẻ em gái thì khi lên 6 hay 7 tuổi gì đó bắt đầu đeo loại vòng đó. Và người ta quan niệm rằng càng đeo nhiều vòng thì càng quyến rũ và sang chảnh. Có nhiều quý cô quý bà cổ dài ngoãng và ngất nghèo như con hưu cao cổ vậy. Nhà nào giàu có thì đeo vòng vàng ta, còn không thì vòng bạc hay đồng vàng. Và thỉnh thoảng khi ra suối tắm thì họ cởi những cái vòng đó ra và lấy một loại lá cây gì đó trà cho bóng lên hoặc ngâm vào nước lá trầu khi ngâm vào nước lá trầu bà thì bạc sẽ có màu sắc khá lạ mắt. Khi tháo những cái vòng đó ra khỏi cổ thì những người đàn bà nhìn rất đáng sợ. Cái cổ dài và cong cong nhìn dường như cổ con vịt hai ngan và xương đòn hai bên của họ trũng xuống trông như bị dị tật. Tôi thấy nó rợn rợn sao đó chứ có thấy đẹp cái nỗi gì đâu. Đàn bà ngoài đeo vòng ở cổ còn đeo cả ở chân nữa và theo phong tục họ thì không được tháo ra đàn ông đàn bà nam thanh nữ tú thậm chí cả con nít ở đây hình như ai cũng nhai trầu bòm mềm và nhổ toàn toẹt khắp nơi những bãi nước trầu đòn lòm trông phát ớn đầy những chân tường của những ngôi chùa trầu ở đây được bán khắp nơi và gần như nhà nào cũng có người ăn trầu họ ít hút thuốc lá rê như người cam nhưng lại hút thuốc viện việc hút thuốc viện nào đó đơn giản và hiên ngang như ta ngồi vỉa hè hút thuốc lào vậy mùi thuốc viện bay khắp nơi trong không gian mỗi buổi sáng và buổi tối tôi cũng hút thử vài lần công nhận là nó ngon và thơm thật khoái thuốc viện có vị ngọt ngọt và hút xong thì bọn tôi say tới hai ba ngày ăn gì nôn đó rũ rượi như mấy con gà rù và ngủ mê mệt như chó con no sữa ăn uống họ cũng giống người cam là ăn bốc có đám tiệc hay hội hè thì ăn bằng thìa muỗng còn đâu thì năm quân bốc cho lệ bên mâm cơm lúc ăn có sẵn một chậu nước họ rửa tay và bốc cơm ăn anh em tôi lần đầu được mời ăn cơm đã không biết bê luôn cái bát to đựng nước uống luôn. Vì không có khách thì họ dùng một chậu nước cả nhà rửa tay chung. Có khách thì mỗi người có một cái bát nhỏ để rửa tay riêng. Ngày họ chỉ ăn hai bữa tầm 9-10 giờ sáng và chiều tà. Tối trời thì họ không ăn nữa mà tụ tập buôn chuyện hai nhai trầu hoặc hút thuốc phiện. Đàn bà thì hút thuốc phiện ít hơn, nhưng nhai trầu và túm tụm tự spa sắc đẹp cho nhau nhiều hơn đàn ông họ cưa một loại cây thân gỗ mọc khắp nơi to cỡ bọng chân người tên là tha nắc ra từng đoạn chừng mười phân và ngồi tỉ mẩn mài nó trên một hòn đá như đá mài của ta hòn đá được để trong một cái chậu gỗ hay đá hay đồng vừa tới nước vừa mài cây gỗ đó như ta mài dao sau đó lấy thứ nước đó sánh bếp như bột rồi bôi lên mặt để dưỡng da, bà con ạ ai không có nghề thì cứ chết đại như là kép hát phường thuồng hóa trang Ai có nghề thì vẽ hoa vẽ lá hai bên gò má, giữa chán hoặc cầm. Ban ngày làm việc mồ hôi chảy ra mặt, mặt ai cũng như hề. Còn chiều tà đi qua những dãy nhà sàn mà vô tình mới lần đầu nhìn thấy. Khối anh hoảng hốt giật mình vì tường ma. Quần áo thì loài loẹt, tay chân đen thui, nhưng mặt trắng bạch và răng thì đen xì, cười phát như màn đêm buông xuống luôn, chứ không phải như mùa thu tỏa nắng đâu. Ở đấy họ làm nhà sàn ở y như người cam, Nhà sàn chỉ cao ngang ngực người hoặc thấp hơn, làm bằng tre và lập lá trong nghèo nàn lắm. Người Thái sống đan xen với người Miến Điện và cả người Hoa. Nam giới thì mặc váy, váy xịn chứ không phải là xà rông nha bà con. Nó là một tấm vải hai đầu có dây, quấn một vòng quanh bụng và cột dây, hay lời làm biếng thì bẩn nó vào là xong. Mới nhìn tôi mắc cười bò lăn nhiều ông già ngồi dạng chân chặt củi hay đan lát mà nguyên bộ ấm chén khoai sắn lùng lẳng lũng lẳng, phơi như phơi nắng. Có lần tôi còn gặp hai ông đàn ông oánh nhau, cả hai đều trần chuồng tòng ngỗng, tà sưng hữu đột. Thấy lạ quá, cứ tưởng là phong tục họ oánh nhau thì phải cởi chuồng. Hóa ra không phải mà là tại cái váy nó mong manh quá, nên khi các anh ấy đi quyền hay giảng con nhau thì váy bay mất tiêu. Kệ, cởi chuồng vẫn đánh. Khi vào chùa chiền ở đây, thì nhớ phải bỏ mũ nón dày kếp, kể cả vớ tất, không được mặc quần sóc hay váy ngắn vào chùa. Có nhiều ngôi chùa đàn bà còn không được phép vào hay thậm chí đứng gần hoặc sờ vào tượng Phật gần bàn thờ thắp hương dâng lễ. Chào hỏi nhà sư thì chỉ chấp tay chứ không được phép bắt tay họ. Nếu có dâng cũng gì thì phải dùng tay trái không được dùng tay phải. Vì họ cho là tay phải là tay bẩn, cũng như khi ăn họ phải bốc đồ ăn bằng tay trái. Đàn bà khi biếu đồ thí thực cho sư sãi hai người già như cha mẹ ông bà hay khách lạ, còn phải dùng một tấm khăn lót chứ không được dùng tay không. Tết của họ giống người cam, là vào tầm giữa tháng tư, có lễ hội té nước để chúc phúc, xua đuổi tà ma và những điều xui rủi. Ăn uống gấp rót nhảy múa tưng bừng hai ba ngày, cũng quầy như người cam. Nhà cụ của họ là những ống tre lỗ ô và họ cứ nâng lên rộng xuống một tấm ván dài phía dưới, lúc nghiêng trái, lúc nghiêng phải, như kiểu dã gạo. và trống thì dùng tay vỗ như trống paranung vậy nhưng tiết tấu nhanh và sôi động hơn người cam. Vũ điệu của họ có vẻ đẹp hơn người cam và người Thái, chủ yếu là lắc đầu, uốn tay và lắc mông, bụng rất đẹp và uyển chuyển. Tôi thấy nó đẹp và mang dáng dấp hiện đại như những điệu nhảy Mỹ Latin hiện đại ngày nay. Đàn bà con gái cũng trắng trẻo và xinh xắn hơn người cam, thanh mảnh và nhẹ nhàng hơn. Đàn bà khi lễ hội ăn mặc khá đẹp, váy áo sặc sỡ, đàn ông thì dưới là váy, trên là áo sơ mi, nhìn như người Ấn Độ, và chân mang dép tông. Họ nhảy múa rất khéo và không đạp vào chân nhau. Nếu như có lỡ đạp phải chân nhau là ngay lập tức người đạp không phải múa nữa và ra ngoài. Họ quan niệm bàn chân là bộ phận dơ bẩn thô tục nhất trên cơ thể. Qua đấy các mợ nhớ đừng có sờ chân tượng Phật kẻo bị u đầu đó. Lễ hội bất cứ gì, kể cả lễ độc lập vào tháng 1 của họ cũng đều tổ chức ở chùa triền. Chùa triền ở đây là nơi tôn nghiêm, là trung tâm văn hóa của họ và có vị trí cao hơn những cơ quan công quyền khác. Sư Tăng cũng vậy, Họ được kính trọng hơn các quan lại công quyền trong chính phủ. Người dân rất có ý thức gìn giữ những gì thuộc về bản sắc văn hóa dân tộc họ. Người dân hiền lành dễ mến gần như người Lào. Ở góc độ nào đó thì họ có vẻ tỉ mỉ và chi tiết hơn người Lào, người Thái hoặc người Cam. Mỗi tháng, còn có lễ hội sắc phong xuất ra, xuống tóc cho con nít đi tù nữa chỉ con trai mới được đi tu và thường thì giống những nước có đông dân theo Phật giáo. Người đàn ông trong đời muốn thành một Phật tử tốt và được cộng đồng nể trọng thì bắt buộc phải trải qua một khóa tu hành gọi là báo hiếu và dâng phúc cho cha mẹ thì mới thực sự trưởng thành và được cộng đồng công nhận. Những ngày lễ này thì con nít được cạo tóc và ăn mặc rất đẹp. Con gái thì được sâu tai và gắn vòng cổ trang điểm lộng lẫy. Cách đặt tên của họ thì sau này tôi mới biết Họ không gọi hay đặt tên theo họ như những nước khác mà đặt tên theo ngày sinh trong tuần. Mỗi ngày trong tuần tượng trưng cho một linh vật là phượng, hổ, nghe, voi, thỏ, chuột, rắn. Giống như 12 con giáp của ta, chỉ khác có con phượng và con nghe. Do tiếng nói của họ tôi không biết nhiều, nên chỉ cưỡi ngựa xem hoa thôi, chứ không hiểu biết được gì sâu hơn. Cũng đủ để nhớ và hồi tưởng tí chút. Đó là ngày xưa, còn bây giờ chắc mà thứ khác nhiều rồi ba mươi mấy năm rồi mà. Chương 89, Chuyện cũ của người anh miền Tây. Nay mở máy thấy mấy file này, từ những ngày tháng phong tỏa khốn khổ của dịch Covid, đó là những ngày khắp nơi phong tỏa. Một hôm có chú em ở thành đội quê ở miền Tây rủ. Chú ơi, chú đang rảnh về quê con chơi đi. Con nói chuyện chú với cha con. Cha con có lời mời chú, nhân tiện con đi nhờ các chú về thăm nhà. Hơn năm nay con không được về nhà rồi, giờ đường xá khắp nơi cấm rồi giấy tờ nọ kia. Ừ, vậy thì đi. Đi với chú thì chẳng cần giấy gì con ạ. À. Chú xài lá chuối khô thôi. Về tới một huyện giáp biên của Đồng Tháp thăm nhà và cha của chú em. Anh tên là Ba T. Là lứa đàn anh. Anh hơn tôi 7 tuổi. Tham gia trận chiến bảo vệ tổ quốc từ những ngày tháng đầu tiên năm 77-78. Anh bị thương nặng ở trận tân công trí. Nằm viện hơn 2 năm trời rồi phục viên vì sức khỏe không còn do thương tật. Sẵn chai rượu người ta cho cất trong xe, anh em nướng ít khô cá ngồi nhâm nhi, nghe anh tâm sự về những khó khăn thăng trầm của cuộc đời anh. Rồi những chuyện lạ lùng về mảnh đất nơi gia đình anh đang ở. Xin kể lại cho mọi người cùng nghe. Vì lý do tế nhị tôi không nêu địa chỉ cụ thể. Sau khi phục viên về nhà, lúc đó đang thời kỳ hậu chiến, điều kiện rất khó khăn. Ra viện được hơn 2 năm thì anh lập gia đình và làm nhà ở riêng, Do cha mẹ anh cũng ít đất đai vườn ruộng nên anh được một ông chú em ruột cha anh cho một miếng đất. Ngày đó theo như lời anh nói thì nó như cái roi đất bãi. Mùa nước nó bị những con kênh và rạch nhỏ bao hết xung quanh. Ban đầu ông chú nói cho anh mảnh đất đó để làm vườn trồng trái cây. Khi anh nói có ý định cất nhà ở mảnh đất đó thì ông chú khuyên. Bây giờ, bây giờ đó trồng cây nuôi vịt gà thôi. Chứ đất đó làm nhà ở e khó đó vốn là người lính chiến từng trải có bom đạn và thương tật chiến tranh lại vô thần nên anh đâu có ngán gì anh nói với ông chú đất đó sao mà khó ở chú ông chú nói đất nơi đó giữ từ xưa rồi xưa lắm có người thầy bùa miên ở đó cất nhà nơi tròm cây thốt nốt và cây sao sau khi người đó chết thì không có ở được nữa vì lý do tâm linh gì đó anh ba tê thì không sợ anh quyết định cất nhà ở đó Lúc đó vào những năm thập niên 80, khó khăn lắm. Anh chị ban đầu thì cất một căn, gọi là như tròi vịt, để ở. Sau có chút vốn, tùy thêm địa phương giúp đỡ, vì anh là thương binh nặng, thì anh quyết định cất căn nhà. Như lời anh nói, thì lúc trước tròi vịt, thì anh chị chỉ ban ngày mới ở đó, tới đêm thì về, ngủ nghỉ cơm nước ở nhà ông bà cách đó chừng cây số. Thời gian đầu thì anh nói vịt ngan với bò thì không thấy có hiện tượng gì và chúng lớn cũng khá nhanh tới khi anh chị dựng hẳn nhà ra đó ở thì những chuyện quái đản bắt đầu xảy ra đầu tiên là ngay khi đang dựng căn nhà lúc đó chỉ là nhà cây khi căn nhà còn chưa hoàn tất thì một trong những người thợ làm nhà đã bị nhập người thợ này đang làm bỗng dừng tay cứ đứng im mặt quay vào góc nhà rồi khóc rưng rức và miệng thì làm nhàm gì đó bằng tiếng khơ me rồi hai hàm răng nghiến chặt lại và bắt đầu chửi rủa lúc thì tiếng việt khi thì tiếng khơ me khi thì tiếng gì như là tiếng thái ban đầu những người khác tưởng anh thợ này say xỉn nói linh tinh cảm ràm tới lúc thấy anh thợ này lao tới hất tung cái bàn bày đồ cúng kiến dựng tạm phía trước cửa và hú hét đinh tai rồi nhảy như một con ếch thì mọi người mới tá hỏa họ xúm nhau lại đè anh thợ này xuống và trói lại mặc cho anh này vẫn luôn miệng gào thét trời rủa cặp mắt đỏ ngầu và long sòng sọc dãi rớt chảy cả ra sau hôm đó thì mấy người thợ cũng nghỉ ngang không muốn làm nữa anh chị phải thuê nhóm khác về làm khi nhóm người mới này về làm thì ông thợ cả là chủ nhóm bỗng đi vòng quanh nhà nhìn ngó một hồi rồi nói đất này có tinh tà anh chị phải làm lễ cúng thì tụi tôi mới dám làm Không đang lập mái họ kéo tụi tôi rớt xuống Thì ai chịu Nghĩ mấy người thợ vòi đồ nhậu Anh chị cũng đánh bấm bụng đi mua đồ Về cúng bánh Nhưng khi làm xong Thì mấy người thợ chiều tối cũng ra về Mà không ngay ở lại ăn uống gì cả Hôm sau cũng lại như vậy Nhưng hôm sau thì Lạ hơn Lại một người nữa bị nhập Người này mắt trợn lên Răng nghến kèn két Và nói bằng tiếng khơ me bảo anh chị phải mua đầu heo sống về cúng với rượu thốt nốt chị đành nghe theo và đi mua về làm y như vậy những người thợ gọi thêm người tới và làm thật nhanh hai ngày sau khi hoàn tất họ vội vàng ra về tuyệt nhiên không ngờ lại ăn uống gì hết thấy chuyện lạ thì một anh bạn cùng hội cựu chiến binh của anh giờ vẫn còn và ở gần đó mới qua xem xét cùng mấy anh ở xã họ đi vòng quanh nhà xem căn nhà và có vẻ như không tin lắm vào những chuyện anh chị kể Lúc vào nhà mới thì anh chị có làm cơm mời mọi người tới dự trong đó có cả các anh kia. Khi mọi người đang ăn uống thì một anh có nói và nhắc tới chuyện mà những người thợ làm nhà đã gặp. Anh bạn kiệu binh của anh mới nói Trời ma thả gì bay, có ngon thì cho tao coi coi sao. Chuyện tưởng chỉ là nói vui. Anh ngờ khi đứng lên đi ra ngoài đi tiểu anh bạn anh tên là anh 5R bỗng dưng vấp té lao đầu vào ngay cây cột ở đầu hồi nhà ngã lăn quay và đổ máu mũi chân tay co quắp lại và líu lưỡi không nói được nữa mọi người vội khiêng anh năm r vô nhà lấy dầu thoa xoa bóp liên tục hơ lửa nữa hồi sau anh năm r mới tỉnh lại anh hốt hoảng nhìn quanh quất và níu lấy tay mấy người xung quanh anh lắp bắp hỏi nó nó đâu rồi nó nó đâu rồi mọi người thấy lạ nhưng nghĩ anh năm r xỉn thì hỏi vậy thôi chứ biết gì đâu mà trả lời hôm sau anh năm r khỏe hẳn thì anh có qua hỏi thăm anh năm r vẫn còn thất thần miệng chỉ lầm nhầm nói tao thấy nó nắm đầu tao quật vô cái cột khi anh hỏi anh năm r là anh năm nói ai quật anh thì anh năm r chỉ ậm à không nói gì thêm nữa và sau đó thì anh năm không dám qua nhà anh chị chơi và anh năm cũng không dám mạnh miệng nói chuyện ma quỷ gì nữa sau đó thì tới chị ba t bắt đầu gặp Bữa đó, lần đầu chị ba kể lại, hôm đó anh ba đi công chuyện, không có nhà. Trời mưa nên chị ba thả bò và lùa vịt ra. Sau đó vào nhà lo cơm nước. Tới chiều thì bầy vịt bỗng nhiên kéo nhau về sớm. Chúng không vào chỗ quay nhốt mà kéo nhau vào đầy sân nhà chị và kêu váng lên tới nhức đầu. Thỉnh thoảng lại chạy rẽ ra tung tóe. Chị ba thấy lạ vội ra coi xem có con gì đổi bầy vịt lúc đó mới sẩm chiều trưa tối chị bỗng giật mình điếng người khi nhìn thấy giữa bầy vịt là hai cặp chân người màu đen xỉn khẳng khiu như da bọc xương đang chạy và đuổi đàn vịt mà không hề thấy hình người phía trên tưởng mình nhìn lầm chị phải dụi mắt lại đúng là hai cặp chân người thật mà không thấy người hai cặp chân chạy trong mưa và chạy thẳng vô cửa chính nhà anh chị chị ba hét ầm lên và bung chạy đội mưa qua nhà cha anh lúc đó cha anh còn sống nghe con dâu kể thì ông cụ xách cây phảng cắt lúa chạy qua coi sao vào tới nhà thì ôi thôi cả đàn vịt chui đầy trong căn nhà của anh chị ba chúng cứ túm tụm và quanh vòng tròn trong nhà dẫm đạp cả lên nhau nền nhà toàn bùn đất giờ này chưa thấy chuyện đó bao giờ nên ông cụ cũng hoang mang ông cụ vội chạy vào bếp bơ ít dơm dạ làm thành một bó và ông châm lửa rồi cầm nồi dơm đó chạy lên nhà trên Ông vào nhà lùa đàn vịt ra ngoài, đàn vịt kêu ở Mỹ và chạy tán loạn ra ngoài. Tới khi lùa chúng vào chỗ quay nhốt thì ngớt mưa. Ông cụ trở về nhà, còn chị ba cũng quay vào nhà lấy chổi lo quét dọn bùn đất. Khi đang lùi cùi quét dọn bùn trong nhà, bỗng dưng có cảm giác dùng mình ớn lạnh. Chị trần ngước nhìn lên, phía trên xà nhà có một đám người đang bu, bám, lùng lặng, kẻ thì mất tay, người thì mất chân người thì không có đầu chỉ có hai vai nhô lên chị ba sợ quá ngã khuỵu xuống muốn ngất xỉu chị chỉ hét lên ú ớ và bò trườn ra ngoài nhà người bê bết bùn từ lỗ vịt tha vào chị chạy lê lết qua nhà cha chồng lần nữa mà kêu gào không ra tiếng ông cụ vội chạy sang và vào nhà lúc này trời đã nhá nhem tối trong nhà không có ai cô đốt đèn soi kỹ đúng là không có gì cả biết là con dâu có gặp gì đó thấy gì đó rồi nhưng ông cụ vẫn phải nói cứng cho con bớt sợ. Không có gì đâu con, chắc bay nhìn lộn gì đó thôi. Sau hôm đó thì chị không dám ở nhà một mình nếu anh có đi đâu nữa. Khi anh về nhà buổi tối thì chị có kể lại với anh. Vốn khá cứng rắn và cực đoan nên anh đã gạt đi, cho đó là chị nhìn lộn hay ảo giác thôi, chứ làm gì có chuyện gì. Sau đó vài tháng thì chị ba sinh cháu đầu, anh quay một góc nhà thành căn buồng cho chị và bà cụ mẹ anh qua đó thỉnh thoảng coi cháu hộ. Cô em gái của anh thỉnh thoảng qua nấu hộ nồi cháo cho chị dâu. Có phàn nàn với anh, sao lạ quá, cháu nấu bữa đêm muộn mà tới sáng sớm đã vỡ ra và thiêu nhất nhợt rồi. Anh ban đầu nghĩ do rửa nồi không sạch nên bị vậy thôi. Cho tới một đêm, anh tự tay nấu cháo cá lóc cho chị ăn. Nấu cháo xong chờ cháo nguội. Anh ba ra cái võng ở hiên nằm. Lúc đó mới có điện và khá tối. Chỉ tới 9 giờ là cắt. Anh đốt đèn băng sông. Đèn rất sáng trên nhà. Đang lim dim hưởng cơn gió mát thì anh chợt giật mình khi thấy như có con gì như rắn thả lùng lằng trong nhà. Choàng mở mắt nhòm nhìn kỹ thì cha mẹ ơi. Ngay trước mắt anh, dưới ánh đèn sáng, có lúc nhúc những bóng đen xì ở trên những cái xà nhà như những bóng người nhưng không rõ có phải là người hay không và họ thè những cái lưỡi dài và đen xuống với nồi cháo anh để liếm cháo trong đó có cả những bóng người lờ mờ thập thò xung quanh bộ bàn ghế trông họ thật ghê giận với những cái bóng đó chỉ có một nửa thân trên hoặc dưới hoặc nửa thân trái hay phải những cánh tay lều nghèo như những cành cùi khô thò thụt chập trần anh đã ngã lộn xuống rớt khỏi cái võng và chạy vào nhà nhưng khi vào nhà thì những hình ảnh đó vụt biến mất ngay như chưa từng xuất hiện và có một mùi thối hoắc như nồng nặc xung quanh anh ba nói khi đó anh thực sự rất hoang mang và lạ lẫm anh không biết có phải mình vừa nhìn lộn gì đó không nhưng khi múc cháo ra thì anh ba thực sự lạ nồi cháo mới nấu trước đó còn chưa nguội hẳn nhưng đã có mùi lạ và có vị chua chua như kéo nhớt rồi khi đứa con đầu lòng vừa tròn tháng thì chuyện lạ bắt đầu diễn ra thường xuyên hơn Đứa trẻ cứ chật tối xuống là khóc. Nó khóc tới khi trời sáng. Cứ ra giả liên tục. Nếu ôm bé nó trong tay, thì nó im được chút xíu. Vừa lòng tay là nó giật mình và gào khóc tiếp. Cha anh nghe nhiều người mách những mèo chữa con nít khóc dạ đề. Ông cụ cũng thử làm nhưng không ăn thua. Tới khi cả anh chị ba đều đổ bệnh. Vì ngày thì phải lao động. Tối đến lại con khóc không ngủ nổi. Bà cụ mẹ anh đành bế cháu qua nhà trong hộ. Thì lạ thay, qua nhà cha anh thì thằng bé lại không khóc nữa và ngủ ngoan luôn. Một buổi trưa trời mưa mệt quá nên anh nằm nghỉ. Anh cột cái võng trong nhà và nằm ngủ. Vừa chập mắt được chút thôi thì anh thấy ngực mình như có ai leo lên nhảy nhót chứ không phải bóng đè. Nửa tình nửa mê, anh hé mắt thấy có một thân người. Chỉ có đoạn trên từ đầu tới ngang bụng đang đè trên ngực anh. Cái đầu nó cứ ngửa ra như cười và hai tay như đang bơi thuyền lạ là nhìn thấy được nhưng anh không thể hất cái bóng đó ra được. Rồi hai bên võng anh cũng lần lượt xuất hiện những cặp chân người khẳng khiu và chỉ là khúc chân từ đầu gối trở xuống, không có phía trên. Có vài cặp như vậy đang bu xung quanh anh coi. Lần đầu tiên anh có cảm giác ớn lạnh và sợ, một cảm giác sợ hãi, sự sợ hãi thế giới vô hình, thứ mà ngày trước anh không tin là có. Cố gắng nắm, anh mới tỉnh táo được và hét lên ngồi dậy mồ hôi đổ dòng ròng như tắm. Những thứ anh thấy lúc nãy đã không còn, chỉ còn cảm giác tức ngực. Dậm ngồi dậy thì một lần nữa anh lại té xuống võng. Một người đàn ông chừng 7-80 tuổi, búi tóc sau ót, gương mặt dữ tợn với bộ đồ màu nâu tối sẫm, tay chống một cây gậy như khúc cây khô, như hiện ra giữa căn nhà anh. Cặp mắt ma quái lạnh lẽo nhìn lướt qua anh, vì đi bình thản ra phía cửa, thân hình thì đi hướng ra cửa nhưng cái đầu như quay hẳn ra sau lưng và ánh mắt vẫn nhìn anh trừng trừng anh không hề mơ hay nhìn nhầm vì trước đó anh mới vùng được ngồi dậy chưa kịp hoàn hồn thì anh thấy hình ảnh người đàn ông đó người này đi thẳng ra cửa và như đi hút vào màn mưa ngoài trời anh đã không thể kêu nổi hay làm được gì anh ngồi đó trên võng rất lâu sau đó hoang mang sợ hãi tột độ chưa bao giờ anh bị như vậy Tới khi chị ba từ bên nhà ông bà nội qua gọi anh về ăn cơm. Vì từ sau vài chuyện lạ xảy ra thì anh chị lại quay về nhà ông bà nội ăn cơm và gửi cháu nhỏ đó. Chị ba vào nhìn thấy anh như người mất hồn, đang mặt xanh như tràm đổ, tay trận run lầy bầy. Chị tưởng anh trúng gió, tính lấy dầu gió sức cho anh thì anh xua tay. Ngày hôm sau anh lặng lẽ nghỉ làm qua gò bầy tìm một ông thầy coi bói. Anh lặng lẽ lén lút đi một mình không dám nói với ai vì sao mọi người cười vì anh vốn dĩ xưa nay là người nổi tiếng cứng và luôn miệng dè biểu những chuyện dị đoan hay tâm linh mà khi đó nơi anh chỉ ở người ta lại kể khá nhiều ông thầy coi bói là người miên chưa cần anh hỏi đã nói vanh vách những chuyện xảy ra trong nhà anh qua ông thầy này thì anh biết cái mảnh đất nơi anh ở xưa là nhà của một ông cũng là thầy bùa pháp gì đó người này đã chết từ lâu và âm binh của người thầy pháp này vẫn còn ở đó Sợ dĩ anh ở được nơi đó mà không bị ảnh hưởng nhiều tới tính mạng cũng là nhờ anh có sát khí và tinh tướng mạnh hơn người khác. Chứ nếu như người khác e là không bán sới thì cũng mất mạng lâu rồi. Do cố chấp và cũng chẳng có đất đai gì nên anh cố gắng nhờ ông thầy Pháp này làm lễ xin đất và trấn nhiệm hộ. Nhưng ông này từ chối và giới thiệu anh với một ông thầy khác. Ông thầy này ở miết sâu khu kinh thầy Ba Đàn, giáp gò chùa gần biên giới. Ông thầy này ở ẩn trong rừng, đi đâu cũng có một đàn chó đi theo. Đàn chó này rất giỏi bắt cá, chim. Ông thầy này cho anh ba bốn đạo bùa, dặn anh ba về, đợi lúc mặt trời lên tới ngọn cây. Tầm 9-10 giờ sáng thì bắt một con chó mực, cột cổ lại lôi nó đi theo. Tới nhà thì lôi con chó vào nhà cho nó đi khắp nhà, leo lên bàn uống nước, chui xuống cả gầm giường, bế cho nó thò cả đầu lên ban thờ, cuối cùng leo lên nóc nhà cho nó đi trên đó. Sau đó nấu cháo thí múc vào lá cây bày chính giữa cửa những cách ra ngôi nhà rồi dắt theo con chó đi bốn góc miếng đất có căn nhà nhưng không được quá ba mươi bước chân có nghĩa là bốn chiều mỗi chiều chỉ được ba mươi bước chân đóng bốn cây cọc sắt có quấn đà bùa xuống đó lấp đất lên xong xuôi mới được thả con chó mực đó ra tuy rằng khá xấu hổ nhưng anh ba vẫn phải làm theo lời ông thầy pháp đặng cho yên ổn mà làm ăn sau đó thì mọi chuyện trong căn nhà có vẻ tạm yên, nhưng phía ngoài căn nhà thì lại có chuyện. Đàn vịt và bò của anh ba thỉnh thoảng lại có hiện tượng tối không chịu vào buồn, cứ đứng ngoài kêu giống lên. Vịt thì chạy tán loạn, quanh, ẩm mỹ, tường có rắn ở trong chuồng. Anh ba có vào xem thì không có gì cả, nhưng lũ vịt vẫn không chịu vào. Và có đêm thì chúng bỗng tán loạn như bị cáo trồn rắn đuổi. Thậm chí có con còn bay vọt lên trời và ra khỏi khu quây nhốt. Nghe mấy người nói về cúng kiếng gì đó, anh chị ba cũng nghe theo. Cúng đồ cô hồn và rắc gạo muối tháng hai lần, bữa nào quên là vài bữa sau lại có chuyện. Anh ba kể, sau khi đóng đạo bùa bốn góc thì những đứa con của anh chị sinh sau này đều không quấy khóc hay khó nuôi. Đồ ăn cũng bớt ôi thiêu, và ở đó thì chỉ nuôi được chó có màu đen. Nhiều lần anh chị nghe, thấy nửa đêm có những tiếng gào rú hoặc cười đâu đó vẳng lại nghe rõ mồn một dù quanh đó lúc trước rất vắng vẻ và gần như chẳng có nhiều nhà ở có đêm thì mấy con bò của anh cứ lồng lên phi lục cục ngoài bãi như có ai cưỡi trên lưng nó có con phi tới gần sáng giờ nằm bệt ngày hôm sau không đi ăn nổi anh chị ba phải đi cắt cỏ gom về cho nó ăn may là không có con nào bị chết tới sau anh chị quay đìa nuôi cá cũng vậy thỉnh thoảng có đêm cá tự nhảy lên bờ cà đàn sáng ra chết kiến bu đen mà chẳng rõ lý do sau này khấm khá hơn, anh chị cất nhà phía trong. Gần nhà cha mẹ anh, ba ở cũ, giờ chia cho người em mút ở. Cha mẹ anh đều đã mất. Mảnh đất đó giờ vẫn còn, và xung quanh người ta cũng ở khá nhiều, cũng chăn nuôi hay thả câu đêm. Tôi từng đến tận nơi đó, căn nhà cũ của anh chị xưa vẫn còn. Qua nhiều lần sửa chữa và gác mái tôn, giờ làm như nhà vườn chứ không ngay ngủ đó nữa con cái anh chị đứa vào quân đội, đứa đi làm cũng loanh quanh đó, gần chứ không xa. Buổi tối hai anh em tôi rủ anh qua đó nhậu đêm coi sao. Anh cũng ra. Tới đêm rủ anh ra chỗ xưa nhốt bò, giờ trồng cây, có căn tròi lá kế mấy cây vuông thì anh không đi. Còn mình tôi loanh quanh ra đó nghe ngóng coi có gì không. Những cây thốt nốt vẫn còn, cây sao cũng còn, thân cây vươn cao, tàn lá đen thui, um tùm, im lặng trong trời đêm nhìn như những hình ảnh quái dị im lìm thỉnh thoảng có vài tiếng chim đêm kêu anh ba nói gần đây thì những người làm công cho anh vẫn xì xào với nhau vài câu chuyện lạ mà họ vô tình nhìn thấy khi làm việc ở đây lúc chiều muộn hay tối những bóng đen đi ngúc ngoắc ngúc ngoắc hay là những âm thanh kỳ lạ nghe như tiếng khóc hay cười trước thì anh ba không tin nhưng giờ thì anh chỉ im lặng trầm ngâm chứ không nói gì nữa tôi thì tôi tin câu chuyện anh chị Ba Tê kể. Người miền Tây thiệt thà có sao nói vậy thôi. Anh chị cùng mấy người bạn hàng xóm của anh chị chẳng giành mà đi dựng chuyện lên kể với tôi làm gì. Tin hay không thì cũng chỉ là đọc cho vui thôi bà con. Chúc mọi người tháng hối bình an, tuần mới làm việc vui vẻ. Chương 90 Theo chân thợ săn Lào Cơ cuối thu, chấm đông Vào cảm giác trời xe lạnh nó lại làm cho tôi nhớ tới những ngày còn ở rừng suốt cả thời trai trẻ với những cánh rừng mênh mông xa lạ vì nơi đó không phải tổ quốc của mình rừng nhiệt đới thì phần đa là na ná giống nhau tự động thực vật thổ nhưỡng địa hình có khác nhau là rừng núi đá và rừng núi đất tí chút thôi ở rừng thì cực khổ trăm bề nhất là với những người lính thợ săn thợ rừng hay những người dân du cư khổ lắm nhưng đôi khi cũng có những cái thú diệt ngày ở lào rảnh rỗi là chúng tôi xin bám càng theo thợ săn lội mò mẫm đêm hôm đi săn khi thì săn hưu nai gấu lợn rừng min hay là hổ những ngày xưa rừng lào quả là có nhiều thú dữ và cho tới tận bây giờ rừng lào và myanmar vẫn còn nhiều không như ở ta ở cam thì cũng ít rồi cứ mùa mưa đầu mùa khô tầm tháng mười âm là bắt đầu mùa săn của thợ săn qua mùa mưa, nhiều thức ăn nên thú béo mập. Đêm xuống là thợ săn nai nịt quân trang lên đường. Săn lợn rừng là tôi khoái nhất. Lợn rừng từng đàn béo mập bê bết bùn đất cùng bọ chét ve bét kéo nhau từ những rừng tre vào lộ ô ra tàn phá nương của người dân. Thế là dính bẫy hoặc ăn đạn. Hành trang thợ săn thì cũng giống như những người lính, không thể thiếu súng đạn và gạo muối tăng võng cùng với lửa. Vũ khí thì thợ săn thích nhất là súng quân dụng K-44 phiên bản Mosinagan chuyên dùng cho bắn tỉa trong quân đội, công phá tốt và ổn định cùng uy lực, sau đó là CKC rồi mới TAK-47, hay thông dụng là súng kíp bắn đạn ghém hoa cải. Đi săn min thì họ hay dùng súng kíp loại cỡ nòng to và nhồi đạn ghém với sức công phá ghê gớm. Nền một phát đó tay tê dại và ù tai mất vài tiếng đồng hồ. Do loài min rừng rất to lớn và hung dữ, nếu không hạ chúng ngay lập tức thì dễ gặp họa với chúng ngay. Trung tuần tháng 10 âm trăng xuông bằng vặc trời đêm rừng núi lạnh buốt gió ù ù hoặc mưa phùn là heo rừng bắt đầu kéo ra nương đào phá hoa màu chúng đi ăn trộm nhưng đi từng đàn rất hiên ngang chứ không lén lút cắn đuổi nhau chí chóe chứ không thì thào đâu thợ săn nếu biết lõng của chúng tức là lối chúng hay đi thì phục trên cây để bắn bé tha nuôi con mọn cũng tha còn lại lên thớt hết nói về độ phá làng phá xóm thì voi là số một Xong phải tới là heo rừng, rừng nào mà đàn voi chừng hai chục con đi qua thì thôi. Coi như xong, cánh rừng tan hoang như vừa qua một trận bom giải thảm. Heo rừng thì cũng dứa, rừng có heo về phá đào ăn măng thì còn kinh hơn. Tuy chúng không hạ cây to như voi, nhưng ủi đất đào măng hay củ thì còn kinh hơn voi. Cả sơ núi trơ đất đỏ với những hào hố tung tóe những lùm tre hay vầu lộ ô rất to cũng có thể bị đàn heo ủi lật tung lên để đào măng ăn. Hết mùa măng thì chúng mò vào dãy của người dân tàn phá, có khi chỉ một đêm là công sức vài tháng của người dân như đổ sông biển, không còn một cây nào còn sống sót lành lặn. Bà vườn săn bắt đầu tiểu phỉ, với vũ khí và gạo muối, muối là thứ không thể thiếu như vũ khí, người Lào rất duy tâm, họ mang theo muối như để thêm sự may mắn, Gạo nếp thì nấu lên bằng cách cho vào ống lỗ ô và nấu như ta nấu cơm lam và đùm vào lá rong để ăn cả ngày. Thợ săn lặng lẽ chui luồn trong rừng cùng những con chó. Những con chó săn của người nào thật khôn và lì lợm, hiếm có. Chúng dám tấn công cả hổ chứ không sợ. Khi hạ được thú rừng thì đàn chó là những kẻ đầu tiên hưởng chiến lợi phẩm săn bắt. Chúng súng vào liếm máu từ vết thương của con vật trước tiên một cách say mê rồi tờ săn bắt đầu khiêng con vật xuống khe nước hay bờ sông suối để xài thịt. Nếu bắn ở rừng xa thì họ mổ con thú ra, cạo lông và đốt lửa, thui lớp ra, lột ra và xẻ thịt nổi lửa để sấy cho xe khô thịt để bảo quản được lâu hơn trên đường mang về. Người Lào rất thích ăn nội tạng thú, thịt săn được sẽ được người lớn tuổi hay chủ phường săn lọc ra, chia đều tại chỗ luôn. Đầu phường hay người trực tiếp bắn hạ được ưu tiên, cái đầu hay quả tim còn lại chia đều hết thành những phần đều nhau. Ai cũng có phần, kể cả bạn vô tình đứng gần chỗ hộ hạ con thú thì dù không phải người đi săn, họ cũng chia phần cho bạn. Đó là luật săn ở rừng của họ, cả những con chó cũng có phần của chúng. Lòng ruột thì họ có thể nấu ăn ngay tại chỗ luôn. Thịt thì ướp muối và hạt thảo quả rồi gác lên dàn sấy cho khô trên than củi hoặc sông khói. Người Lào đi săn còn cái hai nữa là họ luôn mang theo cả một tấm lưới trải nữa. Bán thú nhưng có sông suối lọ sử dụng trài lưới quăng và bắt cá ngay Người Lào rất thích món cá Khác với người Cam ăn cá ít khi bỏ ruột Người Lào thì bỏ ruột Ở suối của họ rất nhiều những loài cá gì đó giống cá dược hay cá riếc Khi bắt chúng từ lưới ra Người ta đưa lên miệng cắn vào đầu chúng cho chúng chết khỏi bơi rồi ném vào hốc đá Cá bắt được sẽ đem kẹp vào nan tre và cũng sấy khô trên than củi ăn ngay hoặc đem về tùy chia đều hết ai cũng có phần đi sân heo hay min cùng họ tôi thường cắt bứt phần nhọn của đầu đạn cho tăng sắt thương ở cự ly gần để mau chóng hạ gục những con thú đáng sợ đó tránh bị chúng ủi lại heo rừng đã là loài dữ dằn ghê gớm rồi min rừng còn kinh hơn tôi từng xem họ bắn hạ những con min cao tới m 6 m 7 và nặng cả hơn một tấn đen bóng đồ sộ lưng lững như một chiếc thiết giáp loài min thì có nhiều tên gọi người lào và một số vùng ở ta như nghệ an sơn la thì họ gọi là châu min nhưng sách đỏ thế giới lại gọi chúng là bò tót quả thật là với hình dạng chúng thì thật khó nói chính xác đó là loài gì màu da đen bóng như trâu mặt cũng na ná giống trâu nhưng cặp sừng cong ngắn và nhọn hoắt cong vút ôm vòng trên đầu chứ không chĩa ra phía trước như bò tót thường thấy loài này đặc biệt hung dữ như hổ nhất là khi chúng đang nuôi con thấy người là tấn công ngay hổ có khi thấy người còn trần trừ chứ heo rừng với min thì khác lao vào ủi ngay heo rừng thì có những chiếc nanh và những cú táp chết người còn min thì có cặp sừng ngắn và nhọn hoắt cùng khối cơ bắp cuồn cuộn trên người loài min nhìn rất đáng sợ với cái cổ to chúng không có u như bò tót mà có cả một dài dài cơ to tướng từ đầu tới tận lưng nhìn như chiếc cần của máy đào đất vậy thịt của loài này tôi thấy ngon nhất trong các loài thú tôi từng được ăn ở rừng loài này còn có một thứ đặc biệt mà cho tới tận bây giờ nhiều kẻ lắm tiền nhiều của vẫn săn lùng nó đó là túi mật người ta nói nó tốt tăng cường sinh lý sinh lực gì đó nên họ săn lùng nó về để ngâm rượu uống bồi bồ tôi từng có cái mật đó của con min mà chúng tôi hạ được nó to hơn nắm tay và khi phơi khô thì dẹt lại anh em chia nhau ăn thử thấy nó có vị đắng nhưng ăn xong rồi lại có vị ngọt hậu rất lạ Lúc đó đói, với thấy tiếc thì ăn thôi chứ quan tâm gì nó bổ thế nào hay là bổ vào đầu hay vào tai đâu. Lúc ở gần biên giới miến Điện đang đói khát thì chúng tôi gặp một con min đực to khủng khiếp. Bắn hạ nó mấy anh em ăn dòng dã cả gần 2 tháng trời mới hết và nhờ số thịt đó chúng tôi tránh được suy kiệt vì thiếu ăn. Thợ săn thì đã đi săn thì họ săn hết. Thú to nhỏ gì cũng bắn, chỉ trừ voi và hổ là có những phường săn riêng với những trang bị và kỹ năng riêng còn lại gặp gì bán đó thợ săn cũng giống như thợ trầm hay những người đi biển họ rất duy tâm với những kiên cữ và luật lệ riêng của họ những phường săn hổ là cầu kỳ nhất trước khi đi phải có thầy tới cúng cẩn thận và chỉ đi lúc đêm xuống còn thợ săn hay thợ rừng thì cũng như nhau trước khi nấu ăn trong rừng bao giờ cũng phải có một người cúng khấn ma rừng và xúc cơm canh đổ ra xung quanh cho ma ăn trước đã đi rừng và đi săn cùng họ tôi có hai ba lần được gặp những sự việc rất bí ẩn và lạ lùng khó hiểu. Tiếc là nó xảy ra ban đêm nên tôi không thể nhìn thấy gì mà chỉ nghe thôi. Người thợ săn nào rất giỏi định hướng khu vực tọa độ. Họ chỉ nhớ trong đầu chứ không cần bản đồ hay la bàn như chúng tôi. Họ có những khu vực rừng riêng kiêng kỵ, không săn thú hay thậm chí là không đi qua đó mà tìm đường đi vòng tránh nơi đó. Họ gọi đó là rừng ma rừng ma đây là khái niệm rừng có con ma rừng ở chứ không phải là rừng để trôn người chết như một số đồng bào thiểu số ở ta vẫn gọi những khu rừng là nơi trôn cất người chết ban ngày thì đi rừng gặp mưa thì không sao có khi họ vẫn đội mưa gió chui luồn đi tiếp nhưng khi đêm xuống mà bắt đầu có mưa là họ nhanh chóng tìm chỗ trú ẩn và tỏ ra lo lắng ra mặt lần đó lần đầu tiên gặp chuyện lạ cùng với họ sầm sầm tối thì rừng bắt đầu có dấu hiệu mưa rông những thợ săn mau chóng tìm nơi trú ẩn đó là một miệng hang nông ở một sườn núi đá miệng hang to khổng lồ toang hoác nên phải ép sát vào tận sâu trong mới tránh bị mưa tạt chúng tôi chỉ biết co cụm vào nhau và dùng lá cây và tăng che chắn mưa cho đỡ ướt phần nào thôi chứ cũng không che được hết tới tầm quá nửa đêm mưa bắt đầu ngớt và khi tất cả đang mệt mỏi thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn thì bỗng nhiên có một tiếng kêu rất lạ phát ra nó giống tiếng kêu của con sóc bay nhưng rất to và lanh lảnh. Nó giống tiếng một người đàn bà gào lên thì đúng hơn. Tiếng gào vừa to vừa lanh lảnh như đau đớn pha với giận dữ. Tất cả những thợ săn đều bật dậy hết. Tôi đã rất lạ lùng vì phản ứng của họ trước âm thanh ma quái đó trong đêm. Tất cả những thợ săn già dặn lành nghề đều tỏ ra hoảng sợ, bấn loạn. Họ vội vã díu cả lại, vơ những cành khô cây khô phía trong hang, rồi gom lại, xong lập cập cố gắng đốt lên một đống lửa trong khi đó thì ngoài trời đêm mưa gió tơi bời vẫn vang lên những tiếng gào thét kỳ lạ đó tôi đã lén bỏ ra phía ngoài để xem tiếng gào đó của con thú gì và nó phát ra từ đâu nhưng không không thể biết tiếng gào đó của con thú gì và phát ra ở chỗ nào vì cảm giác như có vài con đứng ở vài vị trí và cứ thay nhau gào liên tục vậy tôi đã nổ một lật đạn lên phía trên vách hang những đường đạn đỏ lòe văng tóe tung trong đêm mưa và lạ là tiếng gào còn to hơn và thê thảm ghê gớm hơn nữa tôi thay băng đạn mới đang tính nã tiếp ra xung quanh thì những người thợ săn đã hết ầm lên và giận dữ lôi tôi vào phía trong hang đống lửa đã cháy được lên những thợ săn cầm những cây củi hu hu loạn xị trên đầu và miệng thì liên tục cúng khấn gì đó rất to thái độ sợ hãi của những thợ săn đêm lành nghề và can đảm đó trước những tiếng kêu gào vang lên giữa rừng đêm khiến tôi hoang mang và nổi hết gai ốc khắp người tới tận bây giờ tôi vẫn không biết đó là tiếng kêu của con gì hay của thứ gì nữa tôi gặp hai lần đó là lần đầu tiên còn lần thứ hai thì nghe ở xa hơn chứ không gào thét cảm thấy như ngay trên đầu như vậy Đêm đó cũng mưa và tới gần sáng thì tôi nghe tiếng gào đó. Nó như một con chim khổng lồ bay ngang thung lũng và kêu. Vì tiếng gào vang và kéo dài trong đêm mưa gió mù mịt, tôi thấy lạ là hai lần chứng kiến tiếng kêu đó bằng tay. Nhưng dù rất tập trung, tôi cũng không thể phát hiện ra cái âm thanh đó phát ra từ hướng nào, mà nó như từ ba bốn hướng xung quanh cùng dồn dập gào lên như vậy. Âm thanh đầy giận dữ và ma quái, giống như tiếng một người đàn bà gào lên vì bị gì đó đau đớn. những người đi rừng nói với tôi đó là tiếng kêu của ma rừng khi con người xâm phạm vào lãnh địa của chúng. khi đó thì tôi nghĩ có thể là tiếng của loài thú nào đó, có thể là sóc bay con to nên tiếng nó to như vậy. nhưng lạ là tiếng nó lại không giống tiếng sóc bay. tiếng sóc bay thì chỉ nghe như tiếng trẻ con khóc thôi, còn đây rõ ràng là tiếng như tiếng người đàn bà gào rất to và liên tục như gầm thét nếu là thú rừng thì chỉ nã một loạt đạn là chúng tắt đài ngay đằng này tôi đã xả cả băng đạn mà nó vẫn gào liên tục và như nhiều hơn nữa khá là hoang mang và kinh hãi người đi săn thường tránh đi qua hay xâm phạm những rừng ma những nơi mà họ từng nghe hay gặp những hiện tượng khó hiểu như vậy một thợ săn già gặp vài lần có kể lại với tôi ông chưa bị tác động vật lý gì từ thứ đó mà cái làm ông sợ là âm thanh ghê rợn như xua đuổi và giận dữ đó Ông bảo đó là con ma rừng, nó có hình hài là những hình dạng như đám mây hay khói màu đen hoặc trắng, với mắt mũi hẳn hoi. Tôi thì chưa có may mắn được nhìn thấy, mà chỉ nghe âm thanh thôi. Nếu là thú thì cũng không biết nó là con thú gì, vì hai lần nghe nó kêu thì cả hai lần khu vực đó không có loài sóc bay sinh sống. Và tiếng của sóc bay cũng khác, gần giống tiếng của hiêu gọi bạn tình, nhưng hiêu thì không thể bay cao trên trời như vậy và nghe tiếng súng nổ thì kể cả la hổ hay voi đang gầm gào cũng phải giật mình hay đứt băng đằng này càng bắn nó lại càng gào to hơn quý vị và các bạn thân mến à, như vậy là chúng ta đã vừa kết thúc diễn biến của tập 28 trong series những chuyện kỳ bí của người lính kể lại rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn hẹn gặp lại mọi người trong phần 29 còn bây giờ đình duy xin chào Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.